series Hỏi Khó Đáp Dễ cùng với giáo sư Thảo. Hôm nay là tập thứ 15. Hôm nay tập thứ 16. Em thấy là bữa Chủ nhật tuần trước là anh Thảo livestream, anh Thảo chia sẻ cho các bạn hiểu thêm về vợt cầu lông. Hôm nay em hỏi anh Thảo một câu liên quan về vợt cầu lông luôn. Với cương vị anh Thảo là từng là một cái vận động viên chuyên nghiệp đi thi đấu. Rồi thì em muốn hỏi anh Thảo á, căng ký vợt vượt mức căng cho phép của cái cây vợt đó thì cây vợt đó nó có bị gì không ạ? Vận động viên em thấy là đang nó hơn ký rất là nhiều luôn. Đa số vận động viên nào cũng đang hơn ký cây vợt hết á. Hỏi khó đáp dễ mà đúng không? Dạ. Bây giờ tất cả cái dòng vợt nó thông thường nó sẽ có một cái dạng độ căng tối đa và độ căng khuyến nghị. Những cái dòng nào mà kia kêu là căng tối đa là bạn biết là thông thường là nó là những cái dòng vợt rẻ. Để mà lỡ mà có cái vấn đề gì bảo hành á, thì nó có thể vinh như là tôi đó, kêu anh căng tối đa là 11,5 kg. Anh đi đang 11,7 kg sập khung là đúng rồi. Đúng rồi. Còn nhưng mà kêu mà độ căng khuyến nghị, nó mới kêu là độ căng khuyến nghị của cái này là max là 12 kg. Thì bạn chỉ cần đang trong vòng 12 kg thôi thì mọi thứ sẽ ok. À, hiểu anh. Nghĩa là tuổi thọ cây vợt sẽ được kéo dài. Cái dòng vợt mà những cái hãng lớn nha, tôi đang nói những hãng lớn, luôn luôn mức căng của nó có thể sẽ lên được 2 kg, nhưng với điều kiện là nó là những vợt mới mua về, nó chưa bị ảnh hưởng bởi cái tuổi tác. À, nhiều lần đan. Đúng. Bởi vì một cây vợt nó sẽ có tuổi thọ nhất định. Giống như cái pin iPhone là nó khuyến nghị là bao nhiêu lần sạc cái đó. Dạ. Âu hay. Đúng không? Thêm nữa là qua những cái tác động lực liên tục với nhau. Dạ dạ dạ. Đánh cầu. Đánh qua đánh lại bùm bùm liên tục. Thì từ cái cạnh, cái khung, mọi thứ gì đó nó sẽ tới cái tuổi thọ. Bắt đầu điều đầu tiên các bạn dễ thấy nhất luôn, đó là ở cái phần ren. Bạn mà chỉ cần căng qua khoảng 3 hoặc là 4 lần lưới thôi, những cái thợ khác đúng không rồi. Có check vợt á, họ không có xây cái ren cho bạn. Đúng rồi. Thì chắc chắn nó sẽ bị vấn đề là nó rất dễ ăn vô cái ren và ăn vô khung vợt. Đúng rồi. Nảy sụp khung luôn. Đúng rồi, gọi là bị lúng anh. Ren. Cái điều mà đầu tiên của nhân viên VNB khi đang vợt là gì? Xây ren. Phải xây ren. Đúng rồi, xây ren. Ông nào không xây ren là ăn combo rồi nhiều khi đi bụi luôn. Đúng rồi. Tiếp theo nữa là phải thay ren. Thường thường là khoảng lưới 4 là sẽ thay ra. Đấy, đó. Sẽ thay ren. Mà VNB là thay ren miễn phí trọn đời nha. Dạ. Không, không, không. Với những cái cây mua tại VNB thôi. Với những cây mua tại VNB thì sẽ được thay miễn phí. Chắc là cái này đi hơi quảng cáo hơi lố. Quảng cáo miếng không sao đâu anh. Lâu lâu anh em mình mới quảng cáo mà. Nên thành ra là những cái lưới bạn có căng vượt số ký đi chăng nữa thì cái khung bạn vẫn chịu tải được. Đúng. Nhưng tới một thời điểm khung của nó là nó sẽ tới tuổi, bạn chỉ cần căng quá ký, gen giết bạn thay ok hết nhưng mà khung chịu không nổi đâu. Rồi tiếp theo nữa là cái dấu hiệu hồi nãy là gen đúng không, nhưng bạn sẽ thêm tới là cái nước sơn tự bung. Ở đây bạn không va chạm. Không va chạm nước sơn tự bung luôn. Chắc chắn tôi dám cá luôn, ở đây nhiều bạn từng gặp trường hợp rồi, không hề va chạm nhưng nước sơn tự bung. Ồ, dữ ta. Kể cả những dòng cao cấp nó sẽ bung theo kiểu li ti trước. Những lần bạn quýnh trúng cá như là gì đó dạ. Nó sẽ li ti trước. À, làm nhầm. Rồi thêm nữa là ở cái phần mà chỗ mà cái mũ chụp dạ. Với cái đũa nó cũng sẽ có những cái dấu hiệu li ti li sơ, tại vì nó cứ cong ra cong vô vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Nhất là hồi xưa em nhớ là những cái cây Lenin á, nó không có theo dạng cái chụp mũ vật giống vô nét. Đó là khi mà đánh thì nó đàn hồi nó sẽ bị nó hay bị bung. Đúng rồi, nó hay bị bung. Ngày xưa là anh còn kéo, có thể kéo nguyên một lớp sơn kéo dài anh đây luôn. Nên bây giờ mình để mình quay lại vấn đề ha. Đang vượt số ký có tác hại gì không thì mình nghĩ là mình sẽ nói thẳng luôn là có. Nhưng mà với những dòng vợt chính hãng, vợt hãng lớn thì cái tác hại của nó sẽ nằm ở phía sau chứ không phải kéo vô lụm liền. Ví dụ bạn đang maximum là 12,7 kg đi thì bạn có thể đang được 14 kg hoặc thậm chí là 15 kg, nhưng với điều kiện là cái cọng cước nó phải chịu tải được nha. Chứ còn cước mà mỏng quá cũng không được đâu. Đánh một thời gian thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng lên khung. Nghĩa là bạn đang theo cái khuyến nghị của nó, tôi cho khoảng 6 tháng, 8 tháng. Nhưng mà bạn cứ lần nào bạn cũng đang vượt ký hết thì tôi chắc chắn một chuyện, tuổi thọ của nó sẽ từ 2 tới 3 tháng thôi. Đúng. Và đó là lý do tại sao các bạn xem bộ chuyên nghiệp luôn. Dạ. Cầm những vật hãng lớn đàng hoàng, đập phát nhảy. Đúng. Nó tới tuổi rồi. Dạ. Nên đó là lý do tại sao mà mỗi lần tài trợ cho vận động viên là tài trợ một bó. Đúng. Một bó. Một bó vợt chứ không phải là một hai cây. Mấy bạn cũng có quyền, mấy bạn đang vượt số ký bình thường, nhưng thứ nhất là đau tay đánh không nổi, chấn thương. Cái thứ ba là hại vợt. Còn nếu bạn có quá thừa tiền, bạn không sợ chấn thương thì xin mời thoải mái. Đó, đây đó, đây là tổng kết là đang vượt số ký vẫn được các bạn nha, nhưng mà nó sẽ có tác hại về vợt và tác hại về tay của mình trong quá trình đánh dài nữa. Cái lợi là mấy bạn chưa thấy được đâu. Lý do tại sao mà các vận động viên họ phải bắt buộc đăng ký cao. Đúng rồi, bởi vì tay họ quá khỏe nên họ yêu cầu chính xác và sức mạnh tuyệt đối để ăn hết được vô cái sức mạnh của họ. Cái tay của họ không phải người thường nữa, cho nên nó ví dụ bạn đang 9 kg, cái cầu nó lúng vô rồi mới đi ra. Nó độ trễ của nó sẽ rơi vô khoảng là 0,5 giây, nó sẽ có bị độ trễ và nó trợ lực, nên thành ra cú đánh của
của bạn á, nó sẽ trợ lực cho bạn, nhưng mà với những vận động viên chuyên nghiệp cần sự chính xác tuyệt đối. À, là kiểu như là cậu đó là họ lên họ đập cái là cái cậu phải xuống liền. Đúng rồi, lớp một cái là phải ra biên ra góc, đẩy cái là phải ra biên ra góc ngay cái chỗ cái vạch đó đó. À. Giờ nó trợ lực thêm biết là ngoài mẹ rồi. À, ấy là họ phải cần sự chính xác tuyệt đối. Chính xác tuyệt đối. Còn bạn đang 14-15kg là độ trẻ nó tầm 0.1, bộc phát đi luôn, bộc phát đi liền. À, đúng hả? Bởi vì lực họ quá khỏe đi nên là bộc phát đi liền được. Ok. Còn mình á, mình không đủ lực, tác động vô thì không đủ lực thì chắc chắn nó sẽ bị phản lực đây. Vô tay, ăn hết vô tay mình luôn. À. Đó. Đó, thành ra là không phải thi công mà vận động viên họ phải đăng ký cao. Còn nhà sản xuất không thể nào mà nói luôn là vợt này đang được 14-15kg mà bạn đang thoải mái đi. Không được. Đúng. Lỡ gãy rồi ra bảo hành cũng khó. Chết luôn. À, tại vì anh biết sao không? Khi là giờ mình đang đi lỡ mà nó bị gãy rồi nọ mình cũng không có biết là đang nhiêu ký gãy. Đó nên là ta khuyến nghị cái mức đang đó. Tôi maximum của tôi là đang 12.5kg à. Tôi không là 13. Dạ. Hôm bữa tôi làm một cái test áp phòng trăm, tôi đang 13kg cho vui cho coi. Dạ. Tiếng nổ cái nào. Dạ. Nhưng mà thật sự là thêm phải đau tay lắm nha. Dạ. Lợi thì có lợi nhưng mà hại nhiều hơn. Đó. Nên những anh em mình thôi bình tĩnh. Dạ. Rồi. Ok, rồi một cái câu mà mình thấy là thầy Hảo chia sẻ quá hay luôn bạn ơi. Hay từ đầu đến cuối luôn. Rồi, em thay mặt các bạn đây. Cảm ơn anh Hảo rất nhiều. Nhớ ấy, quá hay. KPI nhớ chị gì? Chị nhớ chị tiền. Không, mời đi ăn lẩu rồi được rồi. Ok. Cảm ơn anh nhiều nha. Rồi.